Màu đen hả? Dạ. À, rang đó, màu đen. Cái này mới tắt, nó bỏ ra thôi chưa. Chúng ta đi mua vé vào khu vực thứ hai là khu vực trưng bày.
giá 4 rưỡi. Cửa hàng bán đồ luôn dụng cụ áo tay dài cũng đẹp ha, không áo tay dài mua về ui đẹp quá. Chị giới thiệu với người sự tích lạng trồn là có thật. Đây là ba anh em nghe trồn. Đây là trồn lìa của người sự tích ba công kể chuyện làm trồn là có thật. Đây là trồn lùi này. Đây là trồn lùi một cái là không rồi. Rồi nó lùi cá chắc anh em chạy không kịp nha. Nhưng mà hôm nay ba anh em nó đứng ở đây rồi hàng trưng bày rồi. Sự tích làm trồn là có thật nha mọi người. Nhưng mà người ta đặt tên là trồn lùi để không cho nó, để cho nó không có đi lùi. À thì tại sao tích gì con trồn lùi? Trồn lùi là vậy hả? Còn con trồn lùi sao? Em chỉ mới biết vậy, con trồn lùi thôi, còn cái con trồn lùi thì chưa biết. Con trồn lùi. Mọi người muốn biết con trồn như thế nào giờ coi bao con cảnh sự tích làm trồn. Cả đoàn được anh Solomon tặng mỗi người một cái nón cowboy. Yeah. Đây là cowboy Johnny. Còn đây là cowboy gì? Cương gì? Cương Thùy Mị đó. Đây là cowboy Quang Phu. Đây là cowboy Tiến Trần. Đây là cowboy Nano nè. Đó, đang test cái nón. Wow. Giống cowboy đó. Chuẩn chàng trai chăn ngựa đúng không? Sau khi được mở lời một cái bột là tất cả đều quéo lửa mọi người ơi. Quéo lửa. Mọi người thấy mình đội cái nón này có hợp lúc nào? Đó. Đây, cửa hàng này bán rất nhiều đồ cổ cẩm, đồ cổ mỹ nghệ, cà phê. Đây là cà phê Phượng nha mọi người. Đây là cửa hàng này rất nhiều lựa chọn trà Phượng, cà phê Phượng. Đó, màu nào? Màu nâu hả? Nâu cà phê. Da bò. Màu này mà đổi thành màu nào? Một màu quán đen nè. Đỡ hơi hấp á. Dễ thấy cá. Thank you.